Nếu mà chăm chỉ theo dõi Taka, chắc hẳn là anh em đều không lạ lẫm gì với Siren Head hay Quái vật đầu loa, một truyền thuyết đô thị nổi tiếng từ những năm gần đây. Một số nguồn creepypasta cho rằng Siren Head là SCP-6789, một trong thực thể siêu nhiên được canh giữ bởi một tổ chức giả tưởng có tên là SCP. Tổ chức SCP được biết đến là nơi lưu trữ những đối tượng kỳ lạ và bí ẩn nhất. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về một người bạn khác trong số các SCP mà ít người biết tới. Nào, cùng mình đến với SCP-4999, thần chết phiên bản dành riêng cho người FA và mấy đứa tâm thường. Tổ chức SCP, nơi tập trung những báo cáo về hiện tượng kinh dị trên toàn thế giới. SCP là viết tắt của Special Containment Procedure, có nghĩa là quy trình quản thúc đặc biệt, hay nó còn được viết tắt bằng 3% bằng đầu của tổ chức, là Secure, tuyệt mật, Content, lưu trữ, và Protect, bảo vệ. Đây là một trang thông tin về các báo cáo liên quan đến hiện tượng siêu nhiên, cho phép người dùng trên khắp thế giới đưa lên những báo cáo và tư liệu về những thực thể được gọi là các SCP. Đó thì đều những thực thể bất thường về mặt khoa học và gây nguy hiểm đáng kể tới sức khỏe và an ninh của nhân loại. Tổ chức SCP được biết đến là nơi lưu trữ khoảng 2.999 đối tượng tính đến thời điểm hiện tại. Các đối tượng có thể phân chia ra làm 3 loại: Safe, những đối tượng đã tìm hiểu rõ, có thể bỏ mặc hoặc là không gây hại; Euclid, những đối tượng chưa được tìm hiểu rõ, có thể gây hại trên một vùng nhất định, cần phải theo dõi; và Keter, những đối tượng đặc biệt là nguy hiểm, cần bắt giữ hoặc tiêu diệt, theo dõi sát sao 24/7. Trong trường hợp xấu nhất, bắt buộc phải tiêu hủy, không được phép giữ lại với bất kỳ mục đích gì. Cần có bản báo cáo về đối tượng cũng như cách ngăn chặn. Một số trường hợp SCP còn có thêm bản ghi âm thu thành nữa. SCP-4999, sự an ủi cuối cùng. SCP-4999 là một thực thể dạng người, mang dáng vẻ một người đàn ông trung niên. Ngoại hình của thực thể thể thay đổi, điểm chung duy nhất là giữa những lần xuất hiện, chiếc áo com lê tối màu. Dù còn rất nhiều tranh cãi, đối tượng này thì vẫn được phân loại là Keter. Sự xuất hiện của SCP-4999 rất là hiếm khi được ghi lại, nên chúng ta cũng có rất ít thông tin về nguồn gốc và mục đích của đối tượng. Dù vậy là hành vi của SCP-4999 luôn không đổi trong suốt các lần mà hình ảnh của nó được ghi lại. Không rõ là vô tình hay cố ý, nhưng mà SCP-4999 chỉ xuất hiện trước sự chứng kiến của duy nhất một người. Những đối tượng chứng kiến sinh vật kỳ bí này trong ghi chép cho tới hiện tại đều đang trong tình trạng sức khỏe nguy kịch, bị thương nặng hoặc trong lúc hấp hối. SCP-4999 sẽ tới bên cạnh họ tối đa 20 phút trước cái chết. Như ở đề cập ở trên, SCP này chỉ xuất hiện nếu đối tượng còn tỉnh táo và ở một mình. Sinh vật kỳ quái này chắc chắn sẽ không xuất hiện nếu đối tượng đang trong trạng thái hôn mê, ngủ hay bất tỉnh. Nó cũng sẽ không đến nếu đối tượng được trông nom hay trong tầm quan sát trực tiếp của bất cứ ai khác, như là người nhà hay là bác sĩ hoặc y tá. Khi xuất hiện thì nếu có thể, SCP-4999 sẽ ngồi cạnh giường của đối tượng. Nếu không thì nó sẽ đứng yên hoặc ngồi xuống đất, miễn là có thể tiếp xúc trực tiếp đối tượng mà không gây ra xáo trộn. Không rõ thì đây là một nghi thức cần thiết hay chỉ là một thói quen. Khi đã kiếm được một vị trí phù hợp, SCP-4999 sẽ lấy ra một bao thuốc lá từ túi áo trái của mình và mời đối tượng một điếu. Nếu mà đối tượng có đam mê bộ môn này và nhận lời, SCP này sẽ vô cùng là ga lăng đặt điếu thuốc ở giữa môi họ, lấy một điếu cho mình và châm lửa đốt cả hai điếu thuốc. Ngược lại, khi đối tượng từ chối, SCP-4999 vẫn sẽ châm thuốc và tự hút. Dù vậy, Taka vẫn muốn nhắn nhủ sinh vật này là hút thuốc lá rất có hại sức khỏe. SCP-4999 luôn có sự tiếp xúc trực tiếp với đối tượng. Nó thường động chạm thông qua việc nắm tay, đặt tay nó lên tay họ hoặc đặt tay lên vai của họ. Nó sẽ giữ nguyên sự tiếp xúc và im lặng, không hề nhúc nhích cho đến khi họ qua đời. SCP-4999 sẽ không có thêm bất cứ hành động hay biểu hiện nào sau đó. Nó sẽ ngay lập tức biến mất sau cái chết của đối tượng. Điều thuốc của đối tượng là bằng chứng duy nhất khẳng định sự xuất hiện và tồn tại sinh vật bí ẩn này. Theo ghi chép thì không rõ vì sao không hoặc là chưa đối tượng nào có hành vi chống lại SCP-4999. Thậm chí là cũng không ai cố gắng nói chuyện với nó, dù cho những đối tượng nhận sự có mặt sinh vật thông qua giao tiếp bằng ánh mắt, bắt gặp sự tiếp xúc của thực thể với cơ thể của họ. Tất nhiên, những đối tượng của SCP-4999 có chung một số đặc điểm chứ không phải là một sự gian đầm. Họ đều đang sống một mình, chưa kết hôn hoặc thiếu vắng nửa còn lại ở cuộc đời, không có thành viên nào trong gia đình và phi tôn giáo. Bên cạnh đó thì những đối tượng cuộc sống vật chất không hề thoải mái, họ đều sống nghèo khổ hoặc vô gia cư. Thậm chí là những đối tượng này còn tiền sử bệnh tâm thần.
họ còn đều là những cựu chiến binh có tiền án tiền sự, chưa từng bị kết án về hành vi tội phạm bạo lực. Những đối tượng được SCP-499 lựa chọn cũng có ít hoặc không có tiếng nói cộng đồng họ đang sống, không có thành tựu đáng kể về mặt chuyên môn và cá nhân. Nhìn chung đây sẽ là một cá nhân cô độc, tầm thường, vô danh, không đáng kể theo tiêu chuẩn của xã hội. Đây là một ví dụ thấy Keter này không nguy hiểm chút nào. Qua những hành động của SCP-499, dân tình đều rằng nó giống một thần chết, phiên bản dành riêng cho những người FA và dành cho mấy đứa tầm thường. Đây thì cũng được coi như một người bạn, tiện những ai đang cô đơn lên đường. Nguồn gốc của SCP-499. Như là những người bạn bè đồng trang lứa của mình, ban đầu thì SCP-499 được quan tâm do sự nổi lên của một truyền thuyết thành thị. Từ đó các đoạn băng ghi hình trên camera an ninh của bệnh viện toàn cầu có sinh vật này được bắt đầu đưa lên trên Internet và nhiều chương trình truyền hình. SCP-499 chính thức ghi chép vào ngày 27 tháng 11 năm 1998. Và tất nhiên với sự xuất hiện của SCP này ngày càng trở nên phổ biến trong thời đại 4.0 với sự phát triển công nghệ chụp ảnh, ghi hình và chỉnh sửa nữa. Và cuối cùng chúng ta sẽ trả lời câu hỏi SCP có thật hay không? SCP có thật hay không là một câu hỏi mà rất nhiều người băn khoăn, muốn biết được lời đáp. Người ta hoài nghi sự hiện diện của những SCP trong thực tế. Người ta lo sợ về những hiểm họa khôn lường cho nhân loại nếu mà những SCP này có thực. SCP liên quan đến những thứ gọi là kỳ bí và bí mật, không thể kiểm chứng bằng khoa học. Tất cả đều là hư cấu nên không ai thể trả lời cho các bạn là tổ chức này nằm ở đâu. Anh em thì hãy nghĩ rằng nếu tổ chức giả tưởng mà thôi, chắc là sẽ không có bất cứ nơi đâu trên trái đất. Câu hỏi này nếu hỏi ai đó thì chắc là cũng không có câu trả lời, nên đừng tìm và hỏi ai hết. Hãy đọc những câu chuyện, hãy xem những video về nó mà thôi. Bởi vậy, phần lớn dân tình đều rằng SCP Foundation là một tổ chức ảo, một tổ chức không có thật, được hư cấu với những câu chuyện hoang đường, kỳ ảo, tạo ra cảm giác vừa tò mò, vừa sợ hãi. Những mô hình SCP đưa ra đều là mô tả không có thật. SCP giống như một dòng chuyện vô cùng ly kỳ, đặc sắc và riêng biệt của thể loại Creepypasta. Và video đến đây đã hết mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và nhớ subscribe Đảo Kinh Dị ngay tức đón xem video mới nhất của mình nhé. Chân này cảm ơn anh em.